Lốt 2024 muốn nâng cấp ánh sáng thì mình nâng cấp đèn gì đó anh em? Đơn giản là anh em chỉ cần nâng cấp đôi bi gầm thôi, lắp nguyên zin anh em nhé. Đây 2 inch, đây là đèn bi gầm nguyên bản này, nhỏ xíu này, trong này chỉ có mỗi một cái con chip led rất là nhỏ. Thì nâng cấp lên bi gầm F10 3 nhiệt màu nhé. Anh em có 3 chế độ màu và đây là ánh sáng thực tế này. Đây anh em có thể thấy với ánh sáng trắng này thì anh em có thể đi đường hỗn hợp trong phố thoải mái này. Đấy. Với ánh sáng này thì cho mình đi phá sương, đi sương mù trời mưa. Còn ở đây là ánh sáng trung tính, đây là pha này, khi mà lên pha nó sẽ có cái tâm vàng. Và với bi led X-Line F10 bản này thì nó sẽ có cái mắt, cái chip led trợ pha riêng anh em nhé. Thì với ánh sáng này thì anh em đã thoải mái để di chuyển tất cả các cung đường, mà nó tăng cái tầm quan sát của mình để đảm bảo an toàn cho lái xe khi mà anh em di chuyển vào buổi tối. Xe anh em nào mà đèn nguyên bản qua tối mà muốn nâng cấp ánh sáng, chưa chọn được cơ sở uy tín để nâng cấp ánh sáng thì anh nhớ tới Akala anh em nhé.